Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào tất cả đại chúng đang đến với chương trình 5 phút Phật Pháp ngày hôm nay. Kính thưa tất cả quý vị, hôm nay chúng tôi xin được chia sẻ với tất cả đại chúng một email nữa của một người Phật tử gửi đến cho chương trình. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch Thầy, khi nghiệp đến thì làm sao có thể chuyển đổi được? Kính tri ân Thầy. Phật tử Chúc Hoa. Kính thưa đạo hữu Chúc Hoa cùng tất cả quý vị đang xem chương trình này. Chúng ta thường nghe tu là chuyển nghiệp, có nghĩa là chúng ta thay đổi tất cả ba cái nghiệp của mình, gồm có nghiệp của thân, nghiệp của miệng và nghiệp của ý. Ba cái nghiệp này nó làm cho chúng ta trôi lăn trong sanh tử luân hồi. Và khi chúng ta muốn thay đổi thì cũng hãy sửa ba cái nghiệp đó. Có nghĩa là khi chúng ta tu tập cái thân á, thì đừng có sát hại chúng sanh, đừng có trộm cắp và đừng có tà hạnh. Khi chúng ta tu tập cái miệng đó thì có bốn thứ: đừng có nói dối, nói lưỡi đôi chiều, nói điều hung ác và nói lời thêu dệt. Khi chúng ta tu về cái ý đó thì đừng có tham và đừng có sân, đừng có si. Căn cứ trên ba cái phương diện thân khẩu ý mà chúng ta có được 10 nghiệp như trên. Nếu như 10 nghiệp lành thì chúng ta tái sinh vào cái cõi lành. Nếu như làm 10 cái nghiệp ác thì chúng ta tái sinh vào trong cõi ác. Mà chưa từng có ai làm việc lành mà tái sinh cõi ác, cũng như làm việc ác mà tái sinh cõi lành. Chỉ trừ những Đức Phật, những vị Bồ Tát vì cái hạnh nguyện hóa độ chúng sanh mà tái sinh vào trong cõi này. Còn lại tất cả chúng sanh là vì nghiệp lực chi phối mà bị tái sinh. Thưa quý vị, trong lịch sử của Đức Phật có ghi cái câu chuyện về sự tàn sát của vua Tỳ Lưu Ly đối với dòng họ Thích Ca. Đã ba phen Đức Phật vì thương tưởng đến cái dòng họ của mình cho nên đã ngăn cản Tỳ Lưu Ly. Và cứ mỗi lần thấy Đức Phật như thế thì vị vua Tỳ Lưu Ly này đã lui quân. Nhưng cho đến một hôm thì Đức Phật đã không ngăn cản vì biết được là cái nghiệp này bắt buộc nó phải xảy ra. Cho nên hôm đó thì vua Tỳ Lưu Ly đã xua quân để mà bao vây khắp cái thành Ca Tỳ La Vệ, cho đến một giọt nước cũng không thể thoát ra ngoài được. Khi thấy như vậy đó thì ngài Mục Kiền Liên hết sức là xót xa và muốn cứu cái dòng họ Thích Ca này, cho nên bạch với Đức Thế Tôn có cách nào để giải cứu hay không. Và Đức Thế Tôn đã nói do vì cái nghiệp lực của dòng họ này trong tiền kiếp cho nên không thể nào mà giải cứu được. Khi đã nghe Đức Phật nói như vậy rồi nhưng mà ngài vẫn quyết định cứu cái dòng họ Thích Ca, ngài liền bay lên hư không và đi vào ở trong thành. Sau khi mà đi vào được ở trong thành thì ngài lựa chọn 500 người thanh niên và thiếu nữ rồi bỏ vào trong cái bình bát của mình rồi bay ra ngoài. Khi đến một cái vùng đất trống thì ngài liền để cái bình bát xuống cho tất cả mọi người ra ngoài. Nhưng khi ngài dỡ cái bình bát ra thì trong bình bát đó chỉ còn lại một vũng máu. Lúc bấy giờ thì ngài mới nhớ lời của Đức Phật đã dạy rằng cái nghiệp lực khi mà đã đến rồi á, thì không thể nào mà cứu chữa được nữa. Thưa quý vị, khi mà cái nghiệp nó chưa đến á, thì chúng ta có thể thay đổi nó. Còn khi nó đã trổ ra quả rồi thì không có cách chi để chúng ta có thể thay đổi được nữa. Chúng ta hãy nhớ cái câu mà mình thường nghe đó là Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Đối với chúng sanh thì khi nào mà cái quả nó trổ ra rồi thì lúc đó mới sợ. Còn đối với hàng Bồ Tát thì khi người ta bắt đầu gieo hạt giống là người ta đã sợ rồi. Hy vọng rằng tất cả chúng ta sẽ nhớ cái lời dạy ban đầu của Đức Phật đó là không làm các việc ác, hãy làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch là lời chư Phật dạy. Tất cả những việc ác dù nhỏ chúng ta không nên làm, tất cả những việc thiện dù cho nhỏ chúng ta cũng cố gắng làm. Đó là điều chân thật để chúng ta thay đổi được cái nghiệp lực của mình. Đừng có đợi cho đến khi cây nó ra quả rồi chúng ta mới bắt đầu thay đổi hạt giống. Mình nên ý thức và thay đổi hạt giống trước khi chúng ta gieo xuống đất. Điều đó sẽ có ý nghĩa rất lớn để chúng ta gặt hái được tất cả những cái an vui mai sau. Kính cảm ơn tất cả quý vị đã xem, đã chia sẻ và bảo trợ chương trình này. Cầu chúc tất cả quý vị và gia đình luôn an vui và thành tựu mọi sở nguyện. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.